như là chính vì là những cái khó khăn như vậy. Thế chính vì như thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là bên cạnh cái chiến lược, phía Bộ Nông nghiệp cũng cân đối giữa các cái vùng miền và cái đầu tư của IFAC cũng nên tập trung, vì với nguồn vốn nó có hạn, chúng ta cũng phải tập trung vào cái nơi nghèo mà chúng ta thấy rằng là chúng ta thật là cái người nghèo của chúng ta đang cần, tức là phải tập trung vào cái vùng nào có cái số người còn nghèo nhất, cái tỷ lệ nghèo cao và cái người dân mà bị tổn thương nhiều nhất, mà hiện nay chúng ta đang xác định đó là những người ở miền núi, những người là dân tộc thiểu số, và những người cái tỷ lệ nghèo tập trung ở cái nhóm người này là cao nhất. Thế chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng các cái viện sĩ, các học giả, các cái nhà nghiên cứu thì cũng có cái đề xuất đối với lại chính phủ trong cái việc là cách thức như thế nào để chúng ta có thể đầu tư được một cách hiệu quả nhất, là đầu tư được vào các cái nhóm người, hay là đầu tư vào khu vực, hay là đầu tư như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta phải cân, phải hiểu được cái tổ chức mà sẽ hỗ trợ cho chính phủ, đó là IFAC. IFAC là một cái tổ chức mà chúng tôi cho rằng là có một cái hoạt động ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay và rất có hiệu quả trong các cái dự án có một cái mức đầu tư hợp lý, tức là đó là cái mức đầu tư không lớn cho mỗi một dự án. Và cái cách tiếp cận của IFAC cũng rất là hợp cho các cái cách thức đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn, đó là cái tiếp cận trực tiếp xuống các tỉnh. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái cách đầu tư này hiện nay chúng tôi cho rằng vẫn là một cái cách đầu tư không hiệu quả. Nó khác với các nhà tài trợ khác, họ có những cái nguồn vốn, một cái dự án tập trung khoảng 100 triệu hay hơn 100 triệu, đến 200 triệu, 300 triệu đô la Mỹ một dự án, và họ trải rất nhiều các tỉnh. Thì những cái loại dự án đấy có vẻ như là phù hợp với cái cách thức là hỗ trợ cho các cái công trình đầu tư lớn hơn là hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp và nông thôn. Thế chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi mà xây dựng cái chiến lược COSOP này ấy, thì đề nghị là phía Bộ Nông nghiệp cũng như tức là các cái nhà nghiên cứu cũng cân nhắc để xem là nên đề khuyến nghị là đầu tư nên cách thức đầu tư như thế nào để mà có cái cách tốt nhất cho hiệu quả nhất đối với lại cái việc sử dụng cái nguồn vốn hỗ trợ của IFAC. Và chúng tôi thì cũng mong nghênh rằng là IFAC thì trong cái thời gian vừa qua, bên cạnh cái việc hỗ trợ cho chính phủ về nguồn vốn, hỗ trợ để mà giúp cùng với chính phủ để hỗ trợ cho các tỉnh nghèo và có nâng cấp được các cái cơ sở hạ tầng, thì bên cạnh đó thì IFAC lại rất có kinh nghiệm trong việc là giới thiệu những cái cách thức tiếp cận mới, ví dụ như là tăng cường cái sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định và có những cái quyết định về đầu tư cũng như là quyết định về sản xuất kinh doanh cũng như tạo cái sinh kế một cách bền vững. Thì đấy là những cái sáng kiến của IFAC trong cái hỗ trợ về chính sách và hay là những cách thức là giúp cho các chính quyền tỉnh là mở có những cái mở rộng phát triển một số các cái mô hình sản xuất, cái cách thức là giới thiệu mà làm thế nào để cái mô hình sản xuất này tiếp cận được đến các cái tiếp cận được đến cái người đến tận người dân trong cái việc thực hiện. Thì chúng tôi thấy những cái sáng kiến này là cũng đã được, ngoài những cái việc là đã thực hiện ở các tỉnh dự án hay là ở các cái vùng, các cái xã có dự án, thì người ta trở thành dần dần đã trở thành chính sách của các tỉnh. Thế nhưng mà sắp tới đây thì hiện nay thì IFAC đang giới thiệu một cái cách thức tiếp cận nữa, là giới thiệu trong cái các dự án của mình, đó là cái hoạt động về chuỗi giá trị, rồi thì là tiếp cận là làm thế nào để tiếp cận thị trường các cái sản phẩm của nông nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi rất là hoan nghênh những cái hoạt động mới này, những cái cách tiếp cận mới này. Tuy nhiên là chúng ta cần phải rất là cân bằng giữa các cái hoạt động, tức là kể cả các cái hoạt động truyền thống
như là đầu tư cho hạ tầng bên cạnh cái những cái hoạt động mới về về chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường, vì cả những tất cả các cái vấn đề nào đều rất là cần. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc là ở cái nơi mà thực ra là những cái hạ tầng cơ bản nhất cũng còn đang rất là thiếu, thì đặt vấn đề về chuỗi giá trị cũng nó sẽ phải có một cái cơ sở, nó phải có một cái điểm tựa, nghĩ là như vậy. Thế chính vì thế cho nên là chúng tôi vẫn mong muốn rằng là khi mà xây dựng cái co shop cũng như là sau này đi mà thiết kế từng cái dự án hỗ trợ của Intech cũng nên cân đối với các cái mục tiêu với nhau, và làm sao để đảm bảo, như tôi nhắc lại rằng là với cái nguồn vốn không phải là lớn và hạn hẹp, thì chúng ta phải lựa chọn một cái cách thức nào đấy để mà mục tiêu có hiệu quả nhất, đem lại cái lợi ích lớn nhất cho cái người dân tại cái vùng mà dự án thực hiện. Thì đấy là cái mà chúng tôi đề xuất. Như anh Thomas House thì cũng nói rằng là trong cái công tác này thì cũng dựa vào một số những cái định hướng của chính phủ, trong đó có cả một cái trụ cột liên quan đến môi trường chẳng hạn, cái này cũng rất là mới. Nhưng mà đưa vào trong thực tiễn của dự án thì cũng cần phải rất là cụ thể, để mà sau này khi mà xây dựng dự án ấy, thì như thế nào về cái vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường vân vân đấy, nó có thể được áp vào trong dự án, vào những cái hoạt động cụ thể, và làm sao cái người dân ở cái vùng đấy người ta có thể thực hiện được. Thì đấy là cái mà những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cân bằng giữa những cái ý tưởng mới trong đầu tư, và bên cạnh những cái đầu tư truyền thống hay những cái hoạt động truyền thống của các dự án, thì tôi xin có một vài cái ý kiến như thế liên quan đến cái chiến lược sắp tới của Intech. Cảm ơn.